Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review những đĩa DVD phim bộ của Đài Loan, Trung Quốc và của Hàn Quốc nha các bạn. Đĩa này thì mình mua rất là lâu rồi. Hôm nay mình sẽ làm từ clip review đĩa cho các bạn xem. Chứ trong một clip mà mình làm nhiều đĩa như thế này thì sẽ rất là dài. Đây là bộ sưu tập đĩa phim Hàn Quốc và Trung Quốc và Đài Loan. Còn rổ đĩa của TVB thì mình để riêng. TVB thì mình sưu tập nhiều hơn những đĩa này. Bây giờ mình sẽ lấy ra một ít để review cho bạn xem trước nha. Phim đầu tiên nó là phim Phẫu Đĩa Truyền Kỳ. Bạn hãy xem. Phim này là của Đài Loan. Tiếp theo là bộ phim Tình Trong Biển Tình. Bộ này là của Pha Phim Việt Nam đặt là Tình Trong Biển Tình, còn của US là đặt là tựa như thế này. Bộ này thì mua nhầm ngay bộ của US lồng tiếng, nhưng mà không sao, bộ phim này xem rất là hay, mình rất là thích. Tiếp theo là bộ phim Bí Sử Võ Tắc Thiên. Bộ này là của Trung Quốc nha các bạn. Bạn nào chưa xem thì các bạn phải vào web để xem. Bộ này xem rất là hay. Võ Tắc Thiên có nhiều bản, mà bản đầu tiên là mình xem là bản của diễn viên Lưu Tiết Hoa. Bộ này là sau này chỉ là tái bản này thôi, nhưng xem cũng khá là hay. Tiếp theo là bộ phim Đài Loan Khu Vườn Táo của diễn viên Minh Đạo. Bộ này là Nụ Cười Trong Tim Em, cũng có diễn viên Minh Đạo đóng luôn. Diễn viên Minh Đạo ngày xưa rất là nổi tiếng. Của diễn viên Trịnh Nguyên Sướng. Còn đây là bộ nổi tiếng ngày xưa rất là nổi tiếng luôn của Đài Loan, phim của diễn viên Minh Đạo và Trần Kiều Ân, phim Hoàng Tử Ấp. Phim này ngày xưa mình xem rất là nhiều, mà tiếc là mình mua đĩa chỉ có bản thuyết minh thôi, không được có bản lồng tiếng. Tiếp theo là bộ phim Thơ Ngây. Bộ phim này cũng khá là nổi tiếng, ngày xưa mình xem rất là nhiều. Đây là bộ phim Số Trời Đã Định Anh Yêu Em. Phim này xem rất là hay. Giờ mình sẽ lấy chồng khác để mình review cho các bạn xem. Bộ này thì mình mua trùng với bộ hồi nãy nè các bạn, Nụ Cười Trong Tim Em. Tại mua nhiều quá mình không nhớ hết. Tiếp theo là bộ phim của Hàn Quốc nha các bạn, Yêu Là Có Tiền. Bộ này thì cũng chọn bộ có hai đĩa. Đây là bộ phim Tình Yêu Của Em, cũng là của Hàn Quốc. Đây là bộ phim Anh Hùng Thiên Hạ của Hàn Quốc luôn. Bộ này thì được lồng tiếng. Đa phần phim Hàn Quốc thì các bạn mua sẽ có nhiều bộ là được thuyết minh không à, ít có bộ nào lồng tiếng. Phim tiếp theo là bộ phim Ông Hoàng Truyền Hình, cũng của Hàn Quốc. Bộ phim này là bộ phim rất là hay nè các bạn, Khu Vườn Bí Mật của Hàn Quốc luôn. Trong bộ có hai đĩa, bộ này là thuyết minh. Đây là bộ phim Đội Quân Sấm Sét. Phim này dành cho lứa tuổi học đường. Phim này là của Đài Loan nha các bạn. Có diễn viên này đã từng tham gia phim Hương Cà Phê Macchiato. Phim tiếp theo là của Đài Loan, Ký Ức Ngọt Ngào. Bộ này là của Trung Quốc, Thành Phố Rộng. Còn bộ phim này thì xem rất là hay nè các bạn, của Hàn Quốc. Bộ phim Ba Người Bạn.
phim Tâm Hồn Quyến Rũ. Toàn bộ có 2 đĩa. Những bộ này mình mua xem rất là lâu, mình xem không ít nữa. Mỗi bộ mình chỉ xem được 1-2 lần thôi, không có xem nhiều. Tiếp theo là bộ phim Thành Phố Tình Yêu. Còn đây là bộ phim của Trung Quốc nha các bạn, có diễn viên Lý Tư Kỳ. Bộ phim Mẹ Chồng Tôi, bộ này xem rất là vui về đề tài tình cảm gia đình nha các bạn, xem cũng hay, nội dung cũng lôi cuốn. Đây là bộ phim Cuộc Chiến Tiền Bạc, toàn bộ cũng gồm có 2 đĩa. Bộ phim truyện Hàn Quốc, diễn viên Hàn Quốc thì mình không biết tên nhiều đâu, mình chỉ biết được vài người thôi. Đây là bộ phim Mặt Nạ Cô Dâu, cũng của Hàn Quốc, trong bộ gồm có 2 đĩa. Giờ mình sẽ lấy tiếp theo, trong tiếp theo để mình review cho các bạn xem. Đây là bộ phim của Trung Quốc nha các bạn, có diễn viên Trần Kiện Phong. Đây là bộ phim Đánh Cắp Trái Tim. Này là của Đài Loan. Bộ phim tiếp theo là bộ phim Anh Cũng Là Bông Hoa, do Hàn Quốc sản xuất nha các bạn, từ năm 2011 tới giờ, khá là lâu rồi. Phim này là bộ phim 1000 ngày hứa hẹn của Hàn Quốc sản xuất luôn. Phim Hàn Quốc thì mình mua, mình để riêng với đĩa của TVB. Đĩa TVB thì mình để một rổ riêng, rồi thì đĩa TVB mình có rất là nhiều, còn đĩa phim Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc thì mình để chung một rổ. Tại mấy bộ này mình mua cũng không nhiều cho lắm. Bộ phim tiếp theo là phim Bạn Thân, phim Hàn Quốc. Bộ này xem khá là hay nè các bạn. Không biết mấy bộ này thì ở trên mạng có hết hay không nữa, nhưng mà phim thì mình có nhiều bộ trên mạng cũng không có. Bộ phim cuối cùng là bộ phim Cô Gái Ngổ Ngáo, cũng của Hàn Quốc luôn. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Video tiếp theo mình cũng sẽ review cho hết rổ đĩa này, rồi xong mình mới review những phim khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất từ mình nha. Chào các bạn.